Thưa quý vị và các bạn, vụ án nữ sinh viên 22 tuổi ở Điện Biên bị hiếp dâm rồi sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết đã dần khép lại. 5 đối tượng gây án đã bị bắt giữ và sẽ phải đối mặt với những khung hình phạt thích đáng cho hành vi man dợ, tàn độc của mình. Tuy nhiên, những tranh cãi bàn luận xung quanh vụ án này thì vẫn chưa lắng xuống. Và sau khi tìm ra thủ phạm, ban chuyên án đã được Ủy ban Nhân dân và Công an tỉnh Điện Biên trao tặng 48 bằng khen kèm giá trị khen thưởng là 3 triệu đồng cho mỗi tập thể và 1 triệu đồng cho mỗi cá nhân. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm đó cho đến nay, những ý kiến trái chiều xung quanh quyết định này xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, cả ở hai phía ủng hộ và phản đối khen thưởng này đều đưa ra những lý lẽ của riêng mình. Theo nhiều người, việc khen thưởng cho ban chuyên án của lãnh đạo tỉnh Điện Biên chưa phù hợp, bởi lẽ việc tìm ra tội phạm gây án là trách nhiệm của cơ quan công an và những người thực thi pháp luật. Hơn nữa, thời gian và điều tra vụ án kéo dài, nhiều vật chứng cũng như thi thể nạn nhân đều được người dân phát hiện. Thậm chí công tác khám nghiệm tử thi diễn ra chưa kỹ càng, dẫn đến việc phải khai quật tử thi nạn nhân để khám nghiệm lại. Nhiều ý kiến còn cho rằng nếu cảnh sát truy ngay số điện thoại của người đàn ông lạ mặt đặt mua gà mà gia đình nạn nhân cung cấp thì rất có thể đã tìm ra được vị trí giam giữ và cô gái không phải chết một cách đau đớn như vậy. Tuy nhiên, cũng không ít người khẳng định ban chuyên án đã nỗ lực hết mình trong nhiều ngày đêm để đưa ra hung thủ trước ánh sáng. Nhiều chiến sĩ không có Tết để tham gia điều tra phá án, còn việc người dân phát hiện ra xác nạn nhân và các vật chứng khác là chuyện rất bình thường bởi phần lớn các vụ án đều dựa vào quần chúng tố giác tội phạm. Nói thêm về việc tại sao không truy số điện thoại của người gọi mua gà thì công an cho biết nghi phạm sử dụng một chiếc SIM qua rất nhiều chủ. Số đăng ký lại là của một đại lý ở trong khu vực Tây Nguyên. Chính vì vậy mà phải mất rất nhiều công sức lần dò từng chi tiết, từng mối quan hệ, các trinh sát mới khoanh vùng được chính Vương Văn Hùng là kẻ đã đặt mua gà của nạn nhân. Và cũng chưa hết, các đối tượng thì cũng rất ngoan cố không chịu khai báo hoặc khai báo nhỏ giọt khiến quá trình điều tra bị kéo dài, chẳng hạn như trường hợp của Bùi Văn Công. Sau khi gây án đã mang ô tô đi rửa rất kỹ, nhưng công an thì vẫn bí mật kiểm tra và thu được dấu máu, qua đó xác định là máu của nạn nhân. Dù bị triệu tập lên đến 2 lần nhưng Công đều thả về vì hắn khai báo khá là kín kẽ, đưa ra các bằng chứng với những chứng cứ ngoại phạm. Trước khi bị bắt thì công an cũng bình tĩnh, Công vẫn bình tĩnh đi ăn phở và bàn luận về vụ án với người dân ở địa phương.